Hey, xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ chơi một tựa game mô phỏng tiến hóa của các sinh vật ngoài tự nhiên một cách chân thật nhất. Và đầu tiên, tôi sẽ là một loài bươm bướm. Như chúng ta đã biết rằng, bươm bướm khi đẻ ra là một cái kén. Từ cái kén, chui ra là một con sâu. Vâng, và đó cũng là cách tôi chào đời. Bây giờ tôi mang hình hài của một con côn trùng là một con sâu nhúc nhích. Và tất nhiên khu vực này không chỉ có mình tôi mà có rất là nhiều anh chị em của tôi. Mẹ tôi đã đẻ chúng tôi ra đây rồi sau đó bà ấy lại bỏ theo trai nữa rồi. Bây giờ tôi và tất cả các anh em còn lại phải cố gắng tự động sinh tồn, tự động ăn lá cây để có thể phát triển và lớn lên. Nhưng mà kẻ thù xung quanh luôn rình rập. Nếu mà có con chim sâu nào bay ngang qua đây, bọn chúng sẽ mổ và ăn thịt chúng tôi ngay lập tức. Sau một thời gian ăn rất là nhiều lá cây, cơ thể của tôi cũng đã đạt kích thước một mức nhất định. Bây giờ tôi cần phải lột xác thì mới có thể tiếp tục ăn và lớn lên thêm nữa. Cứ như thế, ở giai đoạn này chúng tôi sinh tồn một cách rất đơn giản. Ăn lá cây, ngủ, xong rồi ị. Cứ ăn, ngủ, rồi ị, liên tục như vậy, ngày này qua ngày khác. Mỗi lá cây bị ăn rụng nát hết thì chúng tôi sẽ truyền qua lá cây khác để tiếp tục ăn. Xem tới đây, một số bạn sẽ ý kiến rằng tôi là một con sâu đáng ghét. Các bạn rất là ghét loài sâu vì phá hoại cây cối. Nhưng mà thưa các bạn, đây là cuộc sống tự nhiên, cuộc sống sinh tồn mà. Nếu mà tôi và các anh em không ăn lá cây thì làm sao mà sinh tồn? Không sinh tồn được thì làm sao mà có thể nở ra thành bướm? Nếu không có bướm thì cuộc sống này làm sao có muôn màu muôn vẻ? Đồng thời cây cối không được hút mật thì làm sao mà ra trái được? Quay trở lại với cái vấn đề thức ăn chính là lá cây hiện tại mà tôi và các anh em mình đang thưởng thức. Thì bây giờ tôi ăn rất nhiều lá cây, tôi mập địch nhất đàn luôn đó các bạn à. Nhưng mà khoan, lúc này thì lá cây này đã bị ăn quá nhiều, nên bây giờ tôi không thể nào ăn được thêm miếng nào nữa. Do đó tôi phải bắt buộc di chuyển lên trên và tìm một cái lá cây mới, sạch sẽ và to thơm để có thể thưởng thức và tiếp tục tiến hóa, lột quần áo để có thể đạt kích thước to hơn. Oh my god! Wow! À nhầm, lột da, lột xác, chứ quần áo đâu có mà lột. Vâng, cứ như thế, tôi cứ ăn và cứ to dần. Lúc này một số bạn xem tới đây sẽ thắc mắc: anh ơi, sao anh không đi tìm mấy con sâu cái giống như những clip anh làm đó, cua tụi nó? Nhưng mà xin thưa với các bạn, hiện tại tôi là một con sâu, còn nhỏ lắm. Khi nào tôi thành con bươm bướm thì lúc đó tôi mới trưởng thành, mới đi cua cái được. Chứ bây giờ con sâu nhỏ xí à, chưa mọc trái ớt nữa, cua gái làm gì? Vâng, hồi nãy giờ liên thuyên quá nhiều thì tôi cũng đã ăn rất rất nhiều lá cây. Và bây giờ tôi đã đạt được kích thước tối đa, không thể nào lột xác như bình thường được nữa. Bây giờ tôi cần phải đi tìm một nơi an toàn, một cái lá cây sạch sẽ và sau đó nhả cán, tạo thành một cái ổ bao quanh cơ thể của mình. Và bên trong đó tôi sẽ bắt đầu hóa thân thành bươm bướm, giống như quá trình mà con bươm bướm đã sinh ra và trưởng thành, y chang như ngoài tự nhiên vậy đó. Tôi cũng đã bắt đầu nhả một cái chút tơ và sau đó đính cái đuôi của mình vào trong tơ đó. Tiếp theo, tôi nhấc hỏng cơ thể của mình lên, cắm cái đầu xuống mặt đất, treo lơ lửng giống như là người dơi đó mọi người ạ. À. Sau đó, tôi bắt đầu lột cái xác của mình ra. Lần này tôi không phải là một con sâu nữa, mà là một cái cục kén rất là lớn. Cứ như thế, tôi tồn tại từ ngày này qua tháng nọ. Xem tới đây các bạn có để ý hay không? Khi loài sâu bướm tạo kén đã tạo dưới cái đáy của cái lá, hòng muốn cho cái lá che mưa, che nắng để bảo vệ cơ thể của nó và né được tầm nhìn của các động vật nguy hiểm muốn săn thịt nó. Quay trở lại hình dạng của cái kén, các bạn thấy không? Qua từng ngày thì cái kén lớn dần cũng đã thay đổi kích thước, ngày càng phồng to hơn, ngày càng khô hơn. Và đến khoảng thời gian nhất định, cái kén bắt đầu nứt toạc ra. Một sinh vật đẹp trai thanh lịch du lịch khắp vũ trụ, một con bướm bướm tuyệt vời game hay thế giới cũng đã chào đời. Wow, vậy là tôi cũng đã lớn lên, cũng đã trưởng thành rồi. Đến lúc tôi đi tìm bướm bướm cái và sau đó tỏ tình đi chọc ghẹo gái mới được. Vâng, đó là toàn bộ quá trình phát triển và tiến hóa. Từ loài sâu nhộng mới sinh nhỏ xí đến con bướm bướm rất là đẹp. Được rồi, trước khi kết thúc chặng đường tiến hóa của bươm bướm thì tôi sẽ nhanh chóng điều khiển con bươm bướm này bay một vòng để cho các bạn thấy được vẻ đẹp của bươm bướm dưới các muôn loài hoa. Và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục đến với một loài khác.
Bây giờ thì xin mời tất cả các bạn hãy đến với cuộc đời và sự lớn lên của loài có rất là nhiều chân, đó chính là nhện. Từ trên một cái lá cây xuất hiện một cái ổ. Bên trong ổ là một con nhện mẹ đã đẻ ra một bầy trứng. Từ trong bầy trứng đó, một con nhện đầu tiên đã xuất hiện, đó chính là bản thân của tôi. Bây giờ tôi đã hóa thân thành con nhện con. Với cái hình dạng ban đầu tôi có màu trắng, nhưng mà khi mới nở ra tôi giống như là một đứa ngu ngu gì đó, không biết gì hết á. Sau đó thì tôi cũng nhanh chóng chạy tới gần mẹ tôi. Mẹ tôi cũng đã chỉ bảo tôi, nói rằng con muốn lớn lên thì phải tìm những cái hạt thức ăn rơi trong tơ nhện và ăn, và đồng thời không được đánh lộn với mấy anh em, nghe chưa. Tôi cũng đã gật đầu và nghe theo lời của mẹ và tiếp tục cuộc hành trình vô cùng thú vị này. Tôi cũng nhanh chóng chạy xung quanh để có thể giao lưu và nói chuyện với các anh em còn lại. Nhưng mà không ngờ tôi đụng phải cái con nhện ba trợn, nó đòi đánh tôi. Thế là tôi cũng hổng ngán, tôi chơi nó luôn. Lúc này bởi vì kích thước của bọn tôi quá nhỏ nên mẹ tôi không chú ý, không can ngăn ra. Nhưng mà tất cả những con nhện anh em khác, bọn chúng lại bu lại và cổ vũ. Đánh đi, đánh chết bà đó đây. Ôi trời đất ơi, anh em gì mà kỳ cục dữ vậy. Sau đó tôi cố gắng dùng sức mạnh, dùng sức uốn và đôi càng mới mọc của mình. Tôi trừng trị cái thằng ba trợn đòi đánh tôi, tôi cho nó một bài học. Cuối cùng nó cũng đã lật ngửa và chịu thua. Tự dưng tôi cảm thấy tự tin, tôi cảm thấy mình giống như là trùm giang hồ ở cái khu vực này vậy. Ngoài mẹ tôi ra, tôi không có sợ đứa nào hết á. Tôi đã rủ bọn chúng đánh lộn, nhưng mà cái con nhện nào cũng gặp tôi và từ chối. Thế là tôi lại tiếp tục cái cuộc hành trình của mình, đi tìm thức ăn, ăn thật nhanh, màu lớn thì mới ăn hiếp được đứa khác. Nếu không con nhện nào bự hơn tôi, nó qua nó luộc tôi thì sao? Trải qua một thời gian ngắn, chúng tôi cũng đã lớn lên thêm một chút. Bây giờ cơ thể của tôi đã chuyển sang màu xám xịt rồi. Lúc này mẹ tôi bắt đầu dạy cho chúng tôi cách di chuyển, cách phóng đi thật nhanh để có thể săn mồi, đồng thời né tránh kẻ thù của mình. Bỗng dưng có một con nhện cái trong bầy chúng tôi, nó la lớn: "Mẹ ơi, chỉ cho con cách cua trai đi. Con chỉ cần cua cái thằng nhện nào nhà giàu một tí, nó nuôi con khỏi phải đi săn mồi." Gió nổi lên, rất là nhiều bụi phấn, hạt thức ăn từ những thực vật khác cũng đã bay khắp nơi và mắc vào trong cái kén mà mẹ tôi đã tạo ra. Lúc này tất cả anh em tụ ra và đi nhặt từng hạt thức ăn để có thể ăn. Vâng, như các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình, mỗi khi tôi nhặt cái hạt thức ăn cho vào bụng thì kích cỡ của tôi càng ngày càng to lên. Tôi bắt đầu thay đổi màu sắc, tôi đã trở thành một con nhện màu cam và bắt đầu mọc những cái bộ phận đầy đủ, ví dụ như lông tay, lông chân, lông nách. A few moments later. Một thời gian nữa cũng đã trôi qua, lúc này tôi đã rất là to, màu sắc cơ thể của tôi cũng đã hiện rõ. Tôi có màu cam giống như mẹ của mình, và có một số anh em có màu đen, chắc có lẽ đó là giống bố của tôi. Nhưng mà lúc này cơ thể của tôi quá lớn, bắt buộc tôi cũng giống như là loài bướm bướm vậy, bắt đầu lột xác để có thể phát triển kích cỡ lớn hơn. Wow, vậy là một hình dạng khác cũng đã ra đời. Tôi bây giờ càng to càng bự hơn, tôi trở nên vô cùng đẹp trai và lực lưỡng. Chắc chắn nếu mà tôi ra ngoài, mấy con nhện cái nó sẽ đè tôi xuống, nó dê tôi mắt cho mà xem. Được rồi, thế là tôi lại tiếp tục sinh tồn trong cái kén mà mẹ tôi đã tạo ra, giao tiếp với tất cả các anh em, thậm chí còn đi đánh nhau nữa. Và tất nhiên phải nhặt những cái hạt thức ăn để có thể trưởng thành ngày càng lớn, ngày càng lớn. Cứ tiếp tục như vậy, một lần nữa tôi lại lột kén. Lần này thì cơ thể của tôi cũng đã đạt mức tối đa. Tôi đã bắt đầu trở thành một con nhện trưởng thành. Bây giờ tôi có thể chịu được những áp lực của cuộc sống, bắt đầu đi săn mồi và sống xa mẹ hơn rồi. Sau một thời gian dài từ lúc mới sinh cho lúc lớn như bây giờ, thì đây là nơi thân thuộc, quê nhà, và nhìn thấy mẹ của tôi cùng với tất cả các anh em. Mặc dù hồi nhỏ hay chửi nhau như chó với mèo, đánh lộn nhau, giành ăn, tuy nhiên nếu đi xa nhau thì sẽ rất là nhớ. Một lần cuối tôi quay lại nhìn mẹ và tất cả các anh em trước khi rời khỏi đây. Xung quanh tôi rất là nhiều con nhện trưởng thành, luyến tiếc vẫn không chịu đi. Con mẹ của tôi vẫn ở trong ổ và nhìn đàn con của mình rời bỏ từng đứa từng đứa. Mặc dù mẹ tôi rất buồn, nhưng mà đó là quy luật cuộc sống. Chúng tôi phải ra ngoài để có thể sinh trưởng, tìm những sinh vật khác giới để có thể kết hôn và còn đẻ con duy trì nòi trống. Tôi cũng rời bỏ kén và xa mẹ của tôi, bắt đầu bước vào một cái thế giới tự nhiên hoàn toàn khác. Vâng, đó là toàn bộ quá trình lớn lên và sự phát triển của con nhện.
Vậy là toàn bộ nội dung video tôi muốn mang cho các bạn đến đây là kết thúc. Các bạn thấy như thế nào? Hãy để lại kiến bên dưới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.